Có mặt hôm nay ở bên phía nhà gái thì có ông bà ngoại còn thường tại, rồi bên nội thì ông đi xa rồi, còn bà cụ ở đây. Còn hôm nay thì rồi dần dần còn lưu lại ở đây thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về tên tuổi và này cả tổng lượng thế này. Hôm nay có đầy đủ là các chú, các cậu, các dì, các cô đến cùng với tiếp đoàn họ nhà gái từ xa về đây, từ quê Bắc Ninh trở về. Thì xin thưa về quý ông quý bà thế này, về cái lễ tục thì có lẽ thống nhất như bác vừa trình bày, tức là phong tục Việt Nam thì đâu cũng thế thôi. Thế nhưng mà trong cái điều kiện văn hóa hiện nay thì có thể ta giảm đơn bớt ít, nhưng mà phải dùng ra như trước đây. Hầu như ở ngoài đó thì cũng không biết thế nào, nhưng ở đây bây giờ cũng đơn giản. Tất cả đều gộp lại vào một cái lễ như thế này thôi, đều phải dùng ra, đều phải tốn nhiều cái thời gian. Nói vậy thôi, thế nhưng mà ở đây điều kiện đường ngại bài xa thì chúng tôi cũng rất đồng tình với cái cách đặt vấn đề và cái cách làm để như thế này của quý ông quý bà. Còn thay mặt gia đình trước hết là xin chân thành cảm ơn là hội nhà trai đã vì trách nhiệm nghĩa vụ đối với con cái, nhưng cũng là tỏ cái lòng nhiệt tình đối với quê hương, để rồi mong làm sao đó cái mà chúng tôi mong muốn nhất, tức là gửi gắm con cháu của chúng tôi về cái dòng tộc dòng họ. Mặc dù trong những thời gian từ nhỏ tới nay, xin thưa các ông, tức là cũng được nhà trường giáo dục rồi là rèn luyện, và cha mẹ cũng hết sức lại chăm sóc nuôi dưỡng bay về, nhưng dù sao chăng nữa thì đây có những cái điều có thể là hẳn chưa thể ra bù đắp nổi những cái mong muốn, những cái nguyện vọng của gia đình ngoài đó hoặc là dòng tộc dòng họ mình. Thì nghĩ rằng là có lẽ đây trách nhiệm này đang còn thuộc về của chúng ta, người hai đôi bên đều cần có trách nhiệm với con chính. Là con gái về nhà chồng thì rõ ràng là nó phần phúc phần phần. Ở đây thường hay nói thế đây không ạ? Vâng ạ. Phần phúc phần phần thì thuộc về hội nhà trai, cho nên là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và hy vọng rằng là các ông các bà rồi bà con chòm xóm láng giềng ở ngoài đó, rồi bạn bè thân hữu gần xa của các con ở trong chỗ đơn vị công tác quan tâm hơn nữa, để rồi giáo dục giúp đỡ và cùng chăm lo cho cái hạnh phúc lâu dài và gắn chặt cái tình cảm của hai dòng họ bên nội bên ngoài của hai cháu và hai quê hương chúng ta ngày càng tạo một cái đường đi lối lại đồng thắm hơn và tìm hiểu nhau nhiều hơn trong cái quá trình công tác. Có gì người ta trong quá trình đường đời có những cái gì mà cần phải trao đổi thì có lẽ là từ nay trở đi thì chỉ muốn liên kết này nó thường xuyên hơn, đó, trách nhiệm nó gắn chặt nhiều hơn. Thì có lẽ là được hết, xin cảm ơn chúc sức khỏe và qua quý ông quý bà thì đây cho gửi lời kính chúc sức khỏe. Nhất trí là tất cả các lễ thì là nhờ cổ lấy đã nhất trí nhận rồi, nhưng mà cũng là cái điều kiện gia đình đấy là ông nói chung anh em đang thờ cùng ở bên nhà ông bà, và tí nữa người ta phải bước ra thấp hơn rồi. Đấy đấy, ừ, còn đấy, còn đấy, còn đấy, còn đấy, đấy. Tức là... Nói thơ hơn rồi đó. Vâng, thế thì cái phần của tiếp phòng ngồi thì sao? Vâng, ta phải làm trong tổng công đây tí nữa. Làm luôn, làm luôn cả luôn. Vâng. Bây giờ thì thế này, bây giờ các cháu nó đều không có đây. Bây giờ có anh em là tôi cái lễ để thắp cúng tổ tiên là trách nhiệm là ông có anh em là thắp và ông coi như cúng tổ tiên. Vâng.
Nhưng mà là tính ngày xưa đến bây giờ đến bây giờ còn ngoài kia là bắt đầu lên xe ừ. Đến bây giờ ngoài nơi nhưng mà nếu không thì là không sớm đấy. Tôi ngày xưa là tôi đặt hơn đấy, cách đây vài năm tôi ra từ đây ra đi năm giờ sáng khoảng 4 giờ trưa có mặt đấy. Vì mình không bị thương không mất mới được cái số là thực sự đã là tôi ra tiền và coi như là con cháu trong nhà đấy, của các cụ trong nhà gái. Thế cái phần thứ hai là tôi rồi xin ý kiến với các cụ như thế này, vì cái điều kiện nó cũng xa mà, thì các cụ phải thông cảm. Tôi bảo nó cứ gộp chuyện nọ sang cái kia cứ gộp cũng được thế, nhưng mà thực tế thì điều kiện nó xa thì các cụ thông cảm cho. Cái bước thứ hai thì là đây là cái lễ trên quê tôi nó gọi là lễ ăn hỏi đấy, thì là cái coi như là mời họ hàng đấy, coi như là đến coi như ăn cơm để coi như là công nhận hai cháu coi như là xây dựng gia đình với nhau. Xong cái lễ ăn hỏi này thì bắt đầu bước vào đại sự, nhưng mà thôi thì các cụ cũng thông cảm cho là cái lễ ăn hỏi này chúng tôi cũng là gồm vào mấy cái lễ coi như là đại sự thôi đấy, là xin ý kiến các cụ như thế. Đấy là cái ý thứ hai. Thế thì bây giờ là đây là cái lễ ăn hỏi đấy, thì là các cụ nhận cho ba lễ này. Cái đầu tiên tôi nói là ăn hỏi đấy. Cái phần tiếp theo nữa là thế này, bây giờ đến cái việc đại lễ là xin ý kiến với các cụ luôn là ở đây thì coi như lễ kèm theo như các cụ đây là mấy lễ ở đây đấy, phải hỏi các cụ luôn bên ngoại bên nội như thế nào là các cụ phải hỏi. Xin thưa quý ông quý bà thế này. Vâng, như bây giờ các cụ ở đây thì ngày xưa là đóng lễ đó. Vâng. Từ khi bọn trẻ chúng tôi lớn lên tới giờ thì phải thường thường nói rằng ngọn đi bước đầu đầu. Vâng. Thứ hai lễ hỏi. Vâng. Và cái thứ ba gọi là thì mình định ngày xong rồi hỏi mình định ngày. Vâng vâng. Thì có cái lễ gọi là lễ xin cưới. Vâng. Vâng đúng rồi. Sau khi xin cưới xong rồi thì có là tổ chức liên hoan thôi, tùy vào điều kiện của từng vùng, thì đây tùy hoàn cảnh của mỗi nơi, một gia đình thì tổ chức như thế nào đó cho nên cảm thấy nó phù hợp. Thì còn khách phải dườm dài cái kiểu đấy, thì có lẽ ở ngoài đó cũng như vậy thôi. Chỉ còn điều kiện cách đây khoảng 5-7 năm trở lại đấy thì hầu như là trước đây cái gà nó ăn quẩn cái cháy mà tức là không làm thì nhiều lên. Nhưng bây giờ con cái đi làm ăn xa, chồng xa vợ xa thì thấy là không là một lần còn là của những lúc này thì ở đây thì con vì điều kiện công tác nhà còn có lẽ là con là có ban làm thành nhất thôi, thì như vậy thì mẹ
Con đi vặn đi con là thôi mình đâu để cho các bạn đó mà đóng với nhau quý đó bơi bơi à đây Mời các cô. Cái điều kiện cho phép thì báo cáo các cụ là với các cháu nó gắn bó ít lâu rồi thì mời các cụ có dự nha Bắc Ninh chơi quê Bắc Ninh thì còn điều kiện khá ngại rồi thì tôi cũng khó khăn đi tàu xe khó khăn thì một năm rồi cả cô bây giờ xe dễ lắm cụ ạ, bây giờ xe dễ đây cứ bảo ngày xưa có khi bảo là cứ bảo là mấy lũ trèo mấy sông cũng lội mấy đèo qua thế nhưng mà ngày xưa bảo cứ lỗi thôi chứ bây giờ mình lẹo mi liều nhanh nhẹ chứ không lâu mà như xuất thiên cũng câu cá ngay chữ này thương hà vất vả thấy không các bạn tối tiên mà vất vả là vất vả mỗi xe thôi ơ đâu vất vả một xe rồi mà chờ đi bao lâu bao này rồi thì chồng lấy nhá đi về đây này có đoạn đường nó đang đi không đường nó lại dễ đi không đường này khó đi này đường đi bao đường mà đi theo theo đường tám á nó khó đi mình không thích không hay là tôi bảo đánh bác sĩ là hỏi ông ngoài để thấy ông ngon chạy nó khỏe không tổ tiên đứng ở đây cả. Thank you.